Kính chào quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Nhà Thuốc Mỹ Kim. Kính thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, số bệnh nhân thiếu máu, thiếu sắt ở phụ nữ và trẻ em là rất phổ biến. Đó, việc bổ sung vitamin B12, axit folic và sắt trong bữa ăn là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú để bổ sung lượng sắt và vitamin cần thiết cho cơ thể. Còn đối với trẻ em, khi thiếu máu, chúng ta cần xem xét xem rõ đó là nguyên nhân do đâu, dung đũa, dung kim hay các bệnh lý về thiếu máu để bổ sung một cách hợp lý và an toàn cho trẻ. Không nên lơ là và chủ quan, vì khi thiếu máu là nguyên nhân gây ra các bệnh lý nguy hiểm và rất quan trọng cho cơ thể. Như vậy, bệnh thiếu máu là gì? Dấu hiệu bệnh thiếu máu ra sao? Các triệu chứng cũng như cách điều trị bệnh thiếu máu là như thế nào? Hãy cùng Nhà Thuốc Mỹ Kim tìm hiểu qua video dưới đây nhé! Bệnh thiếu máu là gì? Theo các chuyên gia, bệnh thiếu máu là một thuật ngữ đề cập đến tình trạng lưu lượng hồng cầu của một người thấp hơn so với tiêu chuẩn thông thường. Bên cạnh đó, một người cũng có thể bị thiếu máu khi các tế bào hồng cầu của người đó không đủ mang lại hemoglobin, huyết sắc tố thiết yếu. Đây là một loại protein giàu chất sắt, đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hồng cầu mang oxy từ phổi đến các mô tế bào khác trong cơ thể. Thiếu hụt hemoglobin có thể khiến cho bạn bị cảm thấy mệt mỏi, suy yếu, dễ chóng mặt và nhức đầu. Nguyên nhân gây bệnh thiếu máu. Các nhóm nguyên nhân chính gây ra bệnh thiếu máu ở người bao gồm: thiếu máu do giảm lưu lượng sắt tại thủy xương, thiếu máu do thiếu sắt do những bệnh lý gần đây như mất máu hay dung mốc, viêm loét dạ dày, cường kinh, rong huyết ở phụ nữ, u chảy máu chỉ, v.v. Thiếu máu do thiếu axit folic, thường gặp ở những người nghiện rượu, kém hấp thu, sử dụng thuốc ngừa thai. Thiếu máu do thiếu vitamin B12, do gặp các đoạn cắt dạ dày, thiểu năng tuyến tụy hay viêm cắt đoạn hồi tràng. Do bất thường di truyền, bất thường trong cấu tạo chuỗi hemoglobin hồng cầu dẫn đến thời gian sống của hồng cầu rút ngắn, gây nên bệnh thalassemia. Thiếu máu do tán huyết miễn dịch, do trong cơ thể tồn tại kháng thể bất thường chống lại hồng cầu, làm cho hồng cầu bị vỡ, gây nên hiện tượng thiếu máu. Thiếu máu do suy tủy xương, do tình trạng tủy xương không sản xuất đủ tế bào máu cần thiết cho cơ thể. Nguyên nhân do nhiễm trùng, hóa chất, tia xạ, di truyền hay không rõ ràng gây ra nguyên nhân. Thiếu máu do suy thận mạn, suy thận mạn gây ra hiện tượng giảm tế bào hồng cầu ở thận, làm cho lượng erythropoietin giảm thấp. Các triệu chứng nhận biết bệnh thiếu máu. Phần lớn các trường hợp thiếu máu dạng nhẹ sẽ không thể hiện rõ các triệu chứng rõ ràng. Do đó, người bệnh thường chỉ phát hiện khi tham dự các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc thực hiện xét nghiệm để chẩn đoán các bệnh lý khác. Mặc dù vậy, bạn có thể đặt ra nghi vấn về việc bản thân mắc bệnh thiếu máu nếu bắt gặp các triệu chứng dưới đây, bao gồm: tâm trạng gắt gỏng, thường xuyên cảm thấy ủ ải, mệt mỏi hay thậm chí là suy nhược cơ thể, nhức đầu, gặp khó khăn trong công việc và ít tập trung hay suy nghĩ nhiều. Khi bệnh thiếu máu tiến triển nghiêm trọng, cơ thể có khả năng lọc toàn bộ các dấu hiệu rõ ràng hơn, chẳng hạn như da nhợt nhạt, xanh xao, móng tay giòn, dễ rẫy, rối loạn nhịp tim, choáng váng nhẹ, đặc biệt khi đột ngột di chuyển từ thế ngồi sang thế đứng, tức ngực, khó thở, dễ hụt hơi. Các đối tượng có nguy cơ bệnh thiếu máu. Các yếu tố có nguy cơ hiện tượng thiếu máu là bao gồm chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu sắt, vitamin B12, folate, rối loạn đường ruột. Tình trạng này dẫn đến sự hấp thụ kém hơn các chất dinh dưỡng trong ruột non, gây nên bệnh thiếu máu. Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt có thể gây ra thiếu hồng cầu, dẫn đến tình trạng thiếu máu. Phụ nữ đang trong quá trình mang thai có nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt do lượng sắt phải được dự trữ cho khối lượng máu tăng lên để cung cấp hemoglobin cho bào thai. Bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như ung thư, suy thận, suy gan cũng là nguy cơ gây bệnh thiếu máu. Tiền sử gia đình mắc các bệnh di truyền cũng là nguy cơ gây nên tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân. Bệnh thiếu máu có nguy hiểm hay không? Đầu tiên, suy nhược nghiêm trọng. Lúc này, bạn có thể thấy cơ thể mệt mỏi và thậm chí là suy nhược đến mức không thể thực hiện được các sinh hoạt hàng ngày, dù là hoạt động đơn giản nhất. Thứ hai,
biến chứng thai kỳ. Thiếu máu do thiếu folate ở phụ nữ mang thai rất dễ dẫn đến các tình trạng biến chứng sinh non. Thứ ba, vấn đề về tim. Thiếu máu có thể gây ra rối loạn nhịp tim, thường là nhịp tim nhanh hơn, bất thường. Nguyên nhân là do trái tim phải bơm nhiều máu nhằm bù đắp vào lượng hồng cầu bị hao hụt. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể gây nguy cơ suy tim và xung huyết. Mặt khác, mất một lượng máu rất lớn trong thời gian ngắn sẽ dẫn trực tiếp đến thiếu máu cấp tính và gây tử vong. Cách phòng ngừa bệnh thiếu máu. Để phòng ngừa tình trạng thiếu máu, chúng ta nên ăn uống hợp vệ sinh và khoa học. Khẩu phần ăn phải có đầy đủ các chất hợp khẩu vị, hạn chế các gia vị nhân tạo, hương liệu và dầu mỡ nhiều. Chế độ sinh hoạt làm việc cân đối kết hợp với rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Phụ nữ cần lưu ý đến chu kỳ kinh nguyệt của mình, bổ sung thêm sắt uống và ăn nhiều thức ăn có chứa sắt khi cơ thể thiếu sắt. Lắng nghe cơ thể và phát hiện kịp thời các dấu hiệu nghi ngờ thiếu máu cũng như các yếu tố nguy cơ gây bệnh thiếu máu. Thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu bạn nên dùng. Và đây, hôm nay nhà thuốc mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đây là sắt nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy bên ngoài vỏ hộp. Một hộp này bao gồm 20 ống, mỗi ống 10ml. Thành phần của nó các bạn thấy nè, sắt 1000mg, sorbitol 500mg, SOS 500mg, thymidium 50 và có thêm vitamin B6, B9, B12 và các phụ liệu đi kèm vừa đủ trong một ống nha các bạn. Công dụng chính của nó là hỗ trợ giúp bổ sung sắt và axit folic, tạo hồng cầu và giúp giảm các nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Và đối tượng sử dụng của nó bao gồm người bị thiếu máu, các biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, da xanh xao, phụ nữ đang có thai, chuẩn bị cho con bú cần bổ sung sắt để có thể ăn uống đầy đủ hơn. Và cách dùng như sau: trẻ em từ 1 tới 6 tuổi ngày uống 1 ống và trẻ từ 6 tuổi trở lên thì một ngày có thể uống được 2 ống. Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú thì một ngày dùng 1 tới 2 ống nha các bạn. Sắt thì thường chúng ta dùng vào trước bữa ăn. Đây. Và đây là phía bên trong vỏ hộp, mình sẽ khui cho các bạn xem. Một hộp gồm 4 vỉ như thế này nha các bạn. Một vỉ thì 5 ống. Và ưu điểm của sản phẩm này là nó không tanh, không hôi nha các bạn. Vị rất dễ uống, rất ngọt và rất ngon, thích hợp cho mọi đối tượng nha các bạn. Thường thì mấy bà bầu hay ớn ngán vì cái mùi tanh, nhưng mà ưu điểm của sản phẩm là không hề tanh luôn. Sản phẩm này là khuyên dùng cho phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú nha các bạn. Bổ sung cái hàm lượng sắt rất cao và rất tốt. Nếu các bạn muốn mua hàng hay đặt sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại mình để phía trên video nha các bạn. Giá của nó thì cũng rất là phải chăng và cũng rẻ nha các bạn. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên bấm like, share và đăng ký phía dưới video để được chúng tôi liên tục cập nhật những video mới nhất, hay nhất và bổ ích nhất mỗi ngày trên kênh YouTube Nhà Thuốc Mỹ Kim. Xin chào và hẹn gặp lại ở nhiều video sau.